Thưa quý vị, hôm nay diễn đàn người lao động năm 2023 với chủ đề hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn sẽ được tổ chức tại Nhà Quốc hội đúng dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sự tham dự của khoảng 500 đại biểu đại diện cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước. Diễn đàn nhằm tạo điều kiện để đại diện cử tri là đoàn viên công đoàn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị với Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội và chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng để Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và chiến lược xây dựng giai cấp công nhân việt nam hiện đại lớn mạnh Ban tổ chức đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Úc vừa chính thức công bố danh sách các lãnh đạo trẻ tham dự đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Úc năm 2023. Buổi lễ được tổ chức đồng thời tại hai thành phố Hà Nội Việt Nam và Melbourne của Úc và là một phần trong chuỗi các sự kiện hướng đến đối thoại viên 2023 tại đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9 tới. Trong danh sách 20 đại biểu tham dự đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Úc năm 2023 có 10 lãnh đạo trẻ đến từ Việt Nam và 10 người đến từ Úc là những cá nhân xuất sắc dưới 35 tuổi được ban tổ chức đối thoại lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ tự ứng cử. Họ là những lãnh đạo trẻ uy tín, tài năng và chia sẻ tầm nhìn chung với sứ mệnh mà đối thoại đang theo đuổi. Đó là xây dựng cầu nối giữa hai quốc gia Việt-Úc, kiến tạo sự hiểu biết và hợp tác giữa các nhà lãnh đạo trẻ nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng về kinh tế, xã hội và văn hóa của hai quốc gia. Giữ rừng chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng nhất là tại những địa bàn miền núi hiểm trở giữa đại ngàn bao la, thực hiện nhiệm vụ được phân công, lực lượng giữ rừng phải đối mặt với nhiều gian khó, cần tới sự bền bỉ, kiên trì và quyết tâm bảo vệ những cánh rừng cho các thế hệ tương lai. Ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Huyện miền núi Vĩnh Thạch có hơn 45.400 hecta rừng tự nhiên và hơn 5.000 hecta rừng trồng. Thế nhưng, có đến 74 km đường biên rừng giáp danh với huyện Ca Bang, Gia Lai. Những diện tích rừng này là rừng giàu và trung bình, hiện còn rất nhiều cây rổi cổ thụ. Vì vậy, luôn nằm trong tầm ngắm của Lâm Tạc. Rừng của công ty quản lý thì xem kể bên trong này có khu dân cư của khu sản xuất của bà con nhân dân đồng bào đang canh tác. Cho nên là nó dễ xảy ra tình trạng là lắng biên. Năm 2022, qua công tác kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng, ngành kiểm lâm huyện Vĩnh Thạch đã phát hiện hơn 50 vụ vi phạm lâm luật. Để bảo vệ diện tích rừng, địa phương đã thành lập đến 32 trạm chốt bảo vệ rừng tại các vùng sung yếu, nhiều nguy cơ bị xâm hại. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân về việc quản lý bảo vệ rừng. Công tác quản lý bảo vệ rừng ấy là tuyên truyền cho trước nhất phải là cán bộ đảng viên phải chấp hành đúng theo luật quy định của đảng nhà nước thì hộp sinh hoạt lúc nào cũng tuyên truyền rồi tới chừng đấy rồi tới hộp dân nữa cũng là tuyên truyền bảo vệ rừng và đảm bảo khỏi là vi phạm khỏi là khai thác mua bán trái phép thì chúng tôi chỉ đạo hai chủ rừng là công ty trách nhiệm hữu hạn sông côn và ban quản lý đồng hộ thực hiện từng tra truy quét hàng tuần và sử dụng các cái chốt chặn để bảo vệ rừng phòng hộ có trên địa bàn huyện. Với sự vào cuộc của tất cả các lực lượng liên quan, những cánh rừng ở Vĩnh Thạch sẽ mãi xanh tươi, nâng cao chất lượng rừng, tăng tỷ lệ che phủ, hướng tới việc bán tín chỉ carbon để huy động thêm nguồn lực trong công tác bảo vệ rừng. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Đó là thông tin được Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thông báo vào chiều ngày 27 tháng 7 tại Hà Nội. Thông điệp của chương trình Tôn Vinh năm nay theo chủ đề Ngày quốc tế người hiến máu của Tổ chức Y tế thế giới là thường xuyên hiến máu, hiến huyết tương, chia sẻ yêu thương trao sự sống. Thông điệp nhằm kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu, hiến các thành phần máu thường xuyên trong đó có huyết tương. Đây là năm thứ 15 hoạt động được tổ chức ở nước ta kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện năm 2008. Mỗi năm có hơn 100 tấm gương tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước được lựa chọn tôn vinh. Tổng số đã có 1.500 lượt đại biểu được biểu dương. Họ đều là những tấm gương hiến máu, hiến tiểu cầu thường xuyên và cả trong những tình huống khẩn cấp, đồng thời đã tích cực vận động hàng trăm, hàng nghìn người tham gia hiến máu. Dự kiến chuỗi các hoạt động tôn vinh năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày tại Hà Nội, Phú Thọ và gồm nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Ngày 27 tháng 7, 185.700 liều vaccine 5 trong 1 do Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hỗ trợ đã về đến Việt Nam nhằm khắc phục tình trạng giảm tỷ lệ tiêm chủng và thiếu vaccine 5 trong 1. Vaccine 5 trong 1 sẽ giúp bảo vệ trẻ em phòng các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và Haemophilus influenzae B. Mặc dù nhiều loại vaccine hiện đang được sản xuất trong nước, song loại vaccine 5 trong 1 này giúp bảo vệ cùng lúc 5 loại bệnh trong một mũi tiêm thuận lợi và an toàn này phải được mua ở nước ngoài từ các nhà cung ứng được phê chuẩn. Giống như mọi quốc gia khác trên thế giới, các dịch vụ tiêm chủng thường xuyên tại Việt Nam đã bị gián đoạn trong đại dịch COVID-19, dẫn đến khoảng 114.000 trẻ em dưới 1 tuổi không được tiêm mũi vaccine bạch hầu, uốn ván và ho gà vào trong năm. Thưa quý vị, múa rối nước là một loại hình rất độc đáo và đặc sắc trong kho tàng nghệ thuật truyền thống của đất nước Việt Nam. Từ trong sinh hoạt dân gian từ lâu thì múa rối nước đã được đưa vào các nhà hát nghệ thuật và trở thành một bộ môn nghệ thuật biểu diễn mang tính chuyên nghiệp cao. Khi đã chuyên nghiệp hóa thì các nhà hát múa rối nước cũng thường xuyên phải tiến hành công việc giả soát chất lượng các tiết mục và tập huấn nâng cao năng lực biểu diễn cho các nghệ sĩ diễn viên của mình. Đó cũng chính là một trong những cách thức để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản múa rối nước truyền thống. Tọa lạc ngay bên bờ hồ gươm lịch sử, nhà hát múa rối Thăng Long là một trong những đơn vị nghệ thuật múa rối nước chuyên nghiệp hàng đầu của thủ đô và của cả nước nói chung với một kịch mục biểu diễn phong phú đa dạng, lại ở một vị trí rất đắc địa, nhà hát Múa Dối Thăng Long thường có nhiều xuất diễn trong ngày và diễn gần như quanh năm để phục vụ khán giả trong nước và du khách nước ngoài. Tuy nhiên trong khoảng thời gian dịch bệnh covid, nhà hát buộc phải đóng cửa để chống dịch và điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tay nghề của các nghệ sĩ cũng như đã khiến chất lượng của các tiết mục ít nhiều bị giảm sút. Chính vì thế suốt tháng 7 năm 2023, ban lãnh đạo nhà hát múa rối Thăng Long đã tiến hành tập huấn nâng cao cho toàn bộ kịch mục biểu diễn và lực lượng diễn viên của mình. Qua mỗi một đợt tập huấn như thế này để chúng tôi nâng cao tay nghề cũng như là nâng cao kỹ năng diễn xuất của các nghệ sĩ, đặc biệt là lớp trẻ, lớp trẻ là lớp kế cận của nhà hát múa rối Thăng Long chúng tôi và chúng tôi có mời các nghệ nhân các nghệ sĩ thế hệ những thế hệ đi trước để truyền nghề bắt tay chỉ ngón chỉ những diễn chi tiết cho các nghệ sĩ cho lớp trẻ và qua đây các em cũng nhận thức được các em phải có trách nhiệm giữ nghề của mình như thế nào và đặc biệt là có trách nhiệm với những cái vai diễn của mình ra làm sao cái được tập huấn này thì để nhằm để cân chỉnh lại giữa âm nhạc với diễn viên giữa thế hệ già, với thế hệ diễn viên trẻ đấy, giữa khả, giữa khán giả cùng với tiếp cận với cái bộ môn nghệ thuật này. Với sự hướng dẫn của các nghệ sĩ, nghệ nhân múa rối nước đã thành danh và rất giàu kinh nghiệm trong nghề. Các nghệ sĩ diễn viên của nhà hát múa rối Thăng Long, nhất là các diễn viên trẻ, chắc chắn đã có một dịp tốt để học hỏi và nâng cao năng lực biểu diễn của mình và từ đó các tiết mục mang tính truyền thống của nhà hát cũng được mài sắc để trở nên ngày một tinh thục hơn. Có thể nói đây cũng chính là cách để nhà hát múa rối Thăng Long bảo tồn được nghệ thuật múa rối nước và phát huy được thương hiệu của mình. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau giai đoạn suy giảm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, dòng vốn đầu tư nước ngoài đã và đang chảy mạnh mẽ tới thủ đô, đưa Hà Nội quay trở lại vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên theo bài viết trên báo Nhân dân về cơ cấu lĩnh vực thu hút đầu tư FDI vẫn đang có sự chênh lệch tỷ trọng đầu tư FDI chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thi công xây dựng chiếm 38,7%, công nghiệp chế biến chế tạo 31,1%, các ngành khác 30,2%, còn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ rất hạn chế. nguy cơ thiếu điện được dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới trao đổi về vấn đề này với báo sài gòn giải phóng ý kiến chuyên gia cho rằng nếu vẫn tiếp tục quản lý điều hành giá bán lẻ điện như hiện nay sẽ làm giảm sút nghiêm trọng khả năng huy động vốn đầu tư phát điện và truyền tài điện cho nền kinh tế vì vậy để khắc phục tình trạng thiếu điện phải thay đổi cách thức vận hành của các cơ chế chính sách và cách tiếp cận giải quyết vấn đề đúng theo cơ chế thị trường cần nhìn nhận sự thiếu hụt về điện sẽ tạo cơ hội kinh doanh đầu tư chứ không phải là nút thắt kìm hãm sự phát triển Chuyển sang thông tin trên báo Lao động, từ ngày 1 tháng 9 tới các ngân hàng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống như là mua nhà hay mua xe ô tô. Theo ý kiến của một số chuyên gia kinh tế, việc cho phép khách hàng vay ở ngân hàng này để trả nợ ngân hàng kia thực chất là câu chuyện kích thích mua bán nợ giữa các tổ chức với nhau. Điều này sẽ tạo ra một sân chơi cạnh tranh lành mạnh hơn. Cụ thể, nếu tổ chức tín dụng nào cạnh tranh tốt, các điều kiện tín dụng thuận lợi thì người vay vốn có thể sẽ đến tổ chức đó nhiều hơn. Tuy nhiên, ngoài tín hiệu tích cực, động thái nới lỏng này của ngân hàng nhà nước cũng chứa nhiều yếu tố rủi ro về tín dụng. Việt Nam là đất nước có nguồn tài nguyên nông nghiệp, nông thôn phong phú mà không cần phải đầu tư nhiều. Bài viết trên báo Nông Thôn ngày nay nhận định đây cũng chính là tiềm năng lớn cho sự phát triển của du lịch nông thôn. Tuy nhiên, du lịch nông thôn đang thiếu sự liên kết hoặc liên kết chưa bền vững. Phần lớn mọi người chưa biết đến liên kết sản phẩm nông nghiệp với sản phẩm du lịch và ngược lại. Bên cạnh đó, cũng chưa tìm ra được mẫu số chung về phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Cần hiểu rõ thị trường phát triển du lịch nông nghiệp phong phú, nhưng có sự phân hóa về nhu cầu song đa số những người làm du lịch lại chưa biết đối tượng của mình là ai. Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ dự báo ca mắc bệnh tay chân miệng sẽ tăng cao từ tháng 7 và chưa có dấu hiệu đạt đỉnh dịch, nhưng đây cũng là thời điểm thành phố Hồ Chí Minh liên tục cảnh báo nguy cơ cạn thuốc immunoglobulin và phenobarbital dạng truyền tĩnh mạch điều trị tay chân miệng. Trước tình hình cấp bách này thì Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng, trong đó kiến nghị cục quản lý dược sớm phê duyệt các đơn hàng nhập khẩu hai loại thuốc kể trên nếu có. Đồng thời Bộ Y tế sớm có chỉ đạo và giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc điều trị tay chân miệng cho các tỉnh phía Nam. Thời điểm này các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang bước vào mùa tuyển sinh cao điểm trong năm với nhiều chính sách ưu đãi thu hút người học. Theo khoản 1 điều 16 nghị định số 81, đối tượng học sinh, sinh viên học ngành nghề đặc thù tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giảm 70% học phí. Bài viết trên báo Đại đoàn kết nhận định đây là chất xúc tác, là điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng thêm sức hấp dẫn, thu hút người học. Qua tìm hiểu, đại diện lãnh đạo một số trường nghề cho biết, thực tế tuyển sinh những năm qua ghi nhận nhiều trường hợp thí sinh đạt điểm cao nhưng không đăng ký học đại học mà chọn học nghề vì các em có thiên hướng phát triển kỹ năng nghề đã đến lúc cần thay đổi cái suy nghĩ không phải cứ học giỏi mới vào đại học, còn học rốt mới học nghề. Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo và những thông tin về thời tiết sau đây cũng sẽ kết thúc chương trình trong ngày mới sáng nay của truyền hình nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, thân ái chào tạm biệt.